Xin chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh mới đã bao trùm lên Bắc Bộ, khiến cho nhiệt độ nhiều nơi từ đêm qua đồng loạt giảm sâu, trời chuyển rét hơn, đồng thời thì mưa nhỏ xảy ra rải rác. Dự báo sang đến ngày mai tại khu vực thời tiết khô hanh cùng với sự xuất hiện của những tia nắng nhẹ vào trưa chiều sẽ giúp cho nhiệt độ ngoài trời tăng hơn. Tuy nhiên, mức nhiệt cao nhất trong ngày vẫn không vượt quá 20 độ, ngoại trừ khu vực Tây Bắc có nơi sẽ đạt mức trên 21 độ. Theo nhận định, thì trạng thái thời tiết ít mưa hanh khô và giá rét này cũng sẽ diễn ra suốt kỳ nghỉ lễ dương lịch từ ngày 30 tháng 12 cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2015. Nếu có kế hoạch du lịch đến với các tỉnh miền Bắc thì quý vị cần chuẩn bị những trang phục và vật dụng giữ ấm để bảo vệ sức khỏe. Ở ven biển miền Trung, trong 24 giờ tới, mưa vẫn tiếp tục duy trì rải rác suốt dọc các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Khánh Hòa, khu vực còn lại từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, khu vực của Ninh Thuận và Bình Thuận, thời tiết có phần ổn định hơn, trời ít mưa và có nắng. Với Tây Nguyên và cả Nam Bộ, trong ngày mai cũng như những ngày lễ Tết dương lịch sắp tới, thời tiết ít có sự thay đổi. Các khu vực này vẫn phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều. Vùng cao Tây Nguyên về đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, còn tại khu vực Nam Bộ, người dân và du khách có cảm giác se se lạnh. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Thưa quý vị, khu vực vùng núi Tây Bắc, đêm và sáng thì trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhìn chung là thời tiết khá khô ráo, thuận lợi cho các hoạt động du lịch, tuy nhiên thì trời vẫn còn rét. Tại Sapa, nhiệt độ trong ngày chỉ là từ 3 cho đến 11 độ, còn tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ cũng chỉ trong khoảng là từ 6 cho đến 13 độ. Điện Biên, mức nhiệt duy trì trong khoảng từ 10 đến 21 độ. Thời tiết các điểm du lịch phía Đông Bắc Bộ cũng khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và thành phố biển Hải Phòng, trời khô hanh không mưa, ban ngày có nắng. Lưu ý là nhiệt độ vào đêm và sáng khá thấp và trời rét buốt, nên là khi ra ngoài vào thời điểm này, quý vị nhớ mặc áo thật ấm để bảo vệ cho sức khỏe. Xuống đến các điểm du lịch phía Bắc của đèo Hải Vân, tại Sầm Sơn, trời không mưa và rét, nhiệt độ ở trong khoảng 13-19 độ. Tại Phong Nha Kẻ Bàng, trời nhiều mây, có mưa, trời rét với nền nhiệt ở trong ngày không vượt quá mức là 18 độ. Còn tại Huế thì trời nhiều mây, có mưa, có nơi là mưa vừa, mưa lớn, trời cũng khá rét, nhiệt độ ở trong khoảng là từ 15 cho đến 18 độ. Trạng thái trời nhiều mây, nhiều mưa và lạnh là kiểu thời tiết chính sẽ diễn ra trong đêm nay cũng như là ngày mai tại các tỉnh Trung Trung Bộ. Điều kiện thời tiết cũng đang hạn chế các hoạt động du lịch tại khu vực này. Cụ thể tại Đà Nẵng và tại Hội An, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ và mức nhiệt cao nhất sẽ là từ 22 cho đến 23 độ. Còn tại Bà Nà, nhiệt độ duy trì ở mức là từ 15 cho đến 17 độ. Ra đến các khu vực du lịch biển, do tác động của không khí lạnh nên khu vực Nha Trang có mưa, còn tại Mũi Né và Vũng Tàu thời tiết khá tốt, trời ít mưa và có nắng. Mặc dù vậy, trên biển sóng gió đang hoạt động mạnh, do vậy quý vị cần phải hạn chế tắm biển cũng như là ra thăm các đảo để đảm bảo an toàn. Trời ít mưa, nắng nhẹ cùng với một bầu không khí mát mẻ sẽ giúp cho Tây Nguyên thu hút khách du lịch trong dịp lễ Tết này. Tuy nhiên, lưu ý về đêm và sáng thì trời lạnh, do vậy chúng ta cần phải giữ ấm thật tốt khi mà ra ngoài trời vào thời điểm này. Tại các điểm du lịch như là Pleiku thì trời không mưa, nhiệt độ dao động từ 17 đến 28 độ. Buôn Ma Thuột có mưa nhỏ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 18 đến 27 độ. Còn tại Đà Lạt trời không mưa, mức nhiệt là từ 15 đến 22 độ. Hiện nay tại thành phố Hoa Đà Lạt đang diễn ra lễ hội Đà Lạt sắc màu mùa đông. Những ngày này khắp nơi chúng ta đều bắt gặp không khí náo nức tưng bừng của lễ hội với một lượng đông du khách trải dọc các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, công viên cùng nhau thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật kết hợp với việc bài trí trong những không gian hoa với hàng trăm chủng loại. Từng vạt hoa đủ màu khoe sắc như là cúc trùy, cúc mặt trời, công phụng, sắc pháo, mỹ nhân hay là hoa bươm bướm bung nở trong gió mang đến cho du khách một cảm giác vô cùng mãn nhãn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các điểm du lịch khu vực Nam Bộ. Tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và tại U Minh, đêm không mưa, ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là 22 đến 24 độ và cao nhất sẽ là từ 31 cho đến 33 độ. Đến với hai điểm du lịch biển đảo phía Nam, Phú Quốc thì cũng như là Côn Đảo đều có mưa ở vài nơi. Tuy nhiên, vùng biển của Côn Đảo sóng gió đang hoạt động mạnh, trong khi đó tại vùng biển của Phú Quốc thì sóng gió chỉ ở mức trung bình nên thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch khám phá biển đảo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.